Hello, CC chào các tình yêu của CC nha. Ngày hôm qua đi về rồi được các con mời đi ăn, tại vì ngày hôm qua là ngày lễ Mother Day đó, cho nên là ăn nhiều quá các bạn, ăn mà đến nỗi giống như là gần như là bụi thật luôn. Cái ngày hôm qua CC ngủ đã, thiệt là đã luôn, tới chiều 5:30 chiều ngày hôm nay CC mới dậy, mới đi uống ly cà phê về thì bây giờ nhìn đồ mê quá. Đồ mà các bạn dặn CC đó, trời ơi CC mua lại được rất rất là nhiều luôn. CC hy vọng rằng những đồ nào mà các chị em đã mua hụt thì video này các chị em phải nhanh, thật là nhanh lên mới mua được. Là tại vì cũng là một cái áo đầm đó, một cái váy đó mà rất là nhiều các bạn dặn. Nhưng mà các bạn biết on sale ở mỗi tiểu bang mua được có một cái một, không có. Thì bây giờ bắt đầu nha, nhiều lắm, tha hồ lựa chọn. Khoảng gần 30 cái là của các bạn chọn, các bạn mua hụt đó thì giờ CC mua lại được, nhưng mà trong video này suy nghĩ nhiều lắm, các bạn tha hồ mà lựa nha. Cái size thì CC sẽ ghi ở trên góc, nhưng mà các bạn nhớ rằng là size small với medium về váy mặc được hết trơn à, thành ra các bạn yên tâm. Nếu mà các bạn quá to size lót hoặc là hơn lót luôn thì phải cho CC biết, còn CC nghĩ small medium là mặc được. Ok, bây giờ xin mời. Là cao đầm này mà nhiều lắm luôn đó nha. Bây giờ CC biết là hơn một chục chị luôn á muốn mua cao đầm này nè, mê ly luôn, trên cả tuyệt vời. Cái này size X small nhưng mà nó rộng lắm, cái này CC nghĩ size 6 các chị em cũng mặc được nữa đó, nách cũng rộng nữa. Thì đây nha, cái váy này đó là lúc video mới đăng chưa được 5 phút nữa là cái chị này chị đã mua rồi, chị quen, chị mua đồ của CC nhiều lắm luôn rồi, mua chắc CC nghĩ chắc cũng cả gần năm nay rồi đó đó. Cho nên là chị biết video chưa hết là chị đã mua liền, thành ra là không có chị em nào mua được. CC biết là hơn cả chục bạn luôn á, nhắn cao đầm này thì bây giờ có một cái size X small, chị em nào nhanh sẽ mua được. Đây mới là một cái đáng 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 để nói đây. Cái này đó là CC nghĩ là hơn nửa năm rồi, thì chị này chị nhắn tin cho CC nhưng mà chị nhắn trễ quá cho nên là CC đã mặc rồi. Thì chị nói không sao đâu CC, khi nào em đi em thấy em mua giùm chị nha, tại vì ở đi ra biển mà mình lớn tuổi nữa rồi, mình chơi với cái rúp này nó cũng sang lắm rồi, mỗi lần mà đi tới nhà tụi nó chơi khi nói cái đầm này cái thương hiệu đó, chị xài nước hoa hiệu đó mà khó mua lắm chị biết. Nếu mà CC đi thấy mua giúp cho chị đó, nửa năm chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc chị ơi, em đã mua được cho chị nè. Đây là mình vải xô, mà một cái mình vải xô nó lạ lùng chưa từng có luôn đó các bạn, lạ lùng luôn đó. Đây là để mặc ở bên trong một bộ đồ bikini đi ra biển ha, sang lắm các bạn ơi. Ê, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha, về nước hoa đó các bạn, sang lắm luôn. CC để dưới Florida, CC mặc cũ rồi, CC mặc từ hồi năm ngoái luôn, xuất sắc ha, mặc vào người mê luôn. Thì đây chị, nếu mà chị chưa có mua hay là chị đã đi du lịch rồi thì chị có còn muốn mua cái áo này hay không. Nếu chị không muốn mua cũng trả lời với em ha, để coi bạn nào muốn mua thì em mua. Nhưng mà CC nói cho các bạn biết là về cái thương hiệu này đó, một cái duy nhất à. Và tiếp theo đây là các chị em nhắn về quần, trời ơi quần đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm nhưng mà mắc quá là mắc luôn, năm mươi mấy 60 đô một cái quần như vậy, mua làm chi, mắc quá. Trời ơi được mấy cái sale nè, mấy cái này hôm bữa bán hết rồi nha, đi Florida mua lại được 3 cái nè đó. Bây giờ chị em nào nhanh, thật là nhanh thì mua được 3 cái quần. Đây là mình vải tôn, các chị em biết không, mặc quần này với lại cái áo crop top hoặc là mặc cái áo ngực thôi, áo ngực đi biển á, áo đi biển đó, trời ơi đẹp chết người các bạn ơi, có 3 cái thôi đó. Chị em nào nhanh thiệt là nhanh thì các bạn sẽ mua được ha. Đây là những cái mà CC bán rồi mua lại được, giá on sale đó, không on sale mắc quá sao mà mua nổi với cái quần như vậy, chỉ mặc cho mùa hè. Biết là cái quần này sẽ mặc được bao nhiêu năm, hay là các bạn Việt Nam đó, các bạn Việt Nam là mặc được quanh năm luôn đó. Cái này là giống hiệu Versace nè các bạn, quần này nè, chị em nào thích hàng hiệu hãy mua lấy cái quần này, nó giống thôi nha chứ không phải là Versace ha. Giống y luôn á các bạn, giống từ cái bông cái hoa luôn, rất là giống luôn. Đây nè kiểu quần luôn á, 300 mấy 400 quần này đó, nếu mà là hiệu Versace y hệt luôn nè. Nhưng mà hiệu này là khác ha, hiệu này hiệu này cũng nổi tiếng lắm ở Mỹ, đồ thời trang ở Mỹ mà hiệu này nổi tiếng lắm, 60 mấy đô một cái quần. Trời đất ơi, CC chờ on sale CC mua 50% được có 3 cái.
đẹp xuất sắc luôn ha. Đây là lưng thun cho nên chị em nào cũng mặc được á, X small, small, medium mặc được hết. Chỉ có ba cái duy nhất là quần thôi nha các bạn. Mấy cái hôm bữa bán hết rồi. Đây, ba cái thôi nha. Đây là một. Cái này là hai. Cái này là ba. Hôm nay CC mệt quá à, mặc cũng được mà nhiều lắm sao mặc cho nổi, cho nên CC cầm như vậy. Tại vì thật sự ra những cái này là làm video hết rồi. Bây giờ mua lại được. Tiếp theo đây. CC cầm như vậy để gần, thật là gần cho các chị em nhìn. Ở ngoài trời còn sáng một chút ha, cho nên các chị em dễ nhìn hơn. Màu xanh đi với màu trắng đẹp, thật là đẹp cái mình vải này các bạn. Cái này nhiều bạn mua lắm rồi. Đó, các bạn có muốn mua thêm màu này thì các bạn mua ở trong có lớp lót ha. Rẻ quá trời rẻ, không tới hai bữa ăn sáng nữa. Và đây, cái này CC mặc rồi luôn, cái này mới mua được nè. Các bạn nhớ CC mặc với cái áo bông bông sát nách không? CC là thích những cái bản to như vậy. Những ai mà bụng bị trùng, da nhăn trùng thì nên nên mặc những cái loại có cái to như vậy. Xuất sắc luôn. Các chị em nhớ chụp hình kỹ kỹ lại giùm CC nha. Chụp rõ rõ một chút ha. Nè, cái váy caro nè, quá trời các chị em nhắn cái váy này đúng không? Các chị em thấy CC mặc mặc cũng lâu rồi ha. Váy này CC mặc chắc cũng mấy tháng rồi ha. Khi chuẩn bị bước vào mùa đông thì phải á. Trên cả tuyệt vời, cái này mặc cái áo sơ mi đẹp lắm nha các bạn. Các bạn vào Facebook CC kiếm hình đi. Cái váy caro này nè, với lại áo sơ mi trắng. Trời ơi, không biết diễn tả luôn các bạn ơi, đẹp mà lịch lãm hay lắm. Cái váy này nè, chỉ là mình vải kate xô, kate nhúng bình thường thôi. Và đây, cái này là mới mua được, chỉ có thành phố biển mới mua được những cái đẹp như vậy. Cái này đó, nếu các bạn cao thì các bạn mặc thành váy đi ra biển mê lắm. Còn nếu các bạn thấp người như CC mặc thành áo đầm như vậy ra biển, trời ơi, các bạn nhìn cái độ xòe đó mê không? Ủa nó bay đẹp lắm, trên cả tuyệt vời luôn. Cái này là mua lại được ha, bán lâu lắm rồi, còn cái này là mới ha. Và đây nè. Đó, bạn nào đó, chị CC ơi, chị lỡ mặc rồi hả? Chị mặc rồi cũng được nữa chị giặt đi rồi chị bán lại cho em, nhưng mà chị mua lại được rồi nè. Mặc với màu kem nha các bạn, hoặc là màu vàng, màu nâu, màu gì cũng đẹp lắm. Cái váy này nè. Mê là mê cái tầng này nè, hai tầng nhúng luôn. Xuất sắc không ạ? Trời ơi, cái mình vải nè. Mê lắm, ở bên trong có lớp lót ha. Thường những thương hiệu đắt tiền thì ở bên trong luôn luôn là có lớp lót với mình vải xô các bạn. Mê quá. Váy này cũng vậy nè, quá quen thuộc đúng không? Ở tiểu bang này các bạn mua hết rồi thì các bạn đi qua tiểu bang khác cũng đi vào đúng nơi đó là các bạn có thể mua được. Đây, mua lại được quá trời luôn, mê luôn á. À, đây là những cái quen thuộc thôi đó. Chị em nào mà thí dụ mua trả tiền rồi mà chưa nhận được hàng, mà bữa nay nhìn thấy những cái nào mà giống giống CC đưa lên thì cũng nhắn tin cho CC đi, coi chừng CC bỏ sót các bạn ha. Hay làm ơn giúp CC điều đó nha. Đó, có mình CC làm việc à, quên trước quên sau đó. Đó thì có thể nhắn với CC, chị ơi cái đó của em mà, hay là gì đó ha, để CC coi lại coi đã gửi cho các bạn chưa nha. Những cái này quá quen thuộc rồi, quá nhiều video luôn rồi đúng không? Nè 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 la 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 nhiều bạn mê lắm nè đúng không? Trời ơi, CC nói mà tiểu bang này không có, mình phải đi tiểu bang khác. Các bạn mê cái váy này là cái gì, chính CC cũng mê là nó có cái túi, chỉ có vậy thôi đó. Cái này là giống như là mình vải này, không biết vải gì các bạn, vải xoa hay vải gì không biết nữa. Bên trong có lớp lót ha, cái tầng tầng nè. Cái này đó CC mặc dài lắm nhưng mà CC thích cho nên mặc đại luôn, đẹp các bạn ơi, đẹp lắm. Muốn mặc hết tất cả những cái váy CC có với lại những cái kiểu áo rất đẹp làm riêng một cái video của CC không ha, nhưng mà không có thời gian luôn, mê ly luôn. Trong bao nhiêu cái đó chỉ có một vài cái là có túi thôi, nhưng mà đặc biệt cái này là có túi nè, cho nên ai cũng thích cái này hết trơn. Biết rằng là túi mình không có để ý gì, nhưng mà chụp hình đó mình bỏ tay vào túi với lại sang lắm, đẹp lắm các bạn ơi, mê lắm.
CC để váy trắng gần, thật là gần cho các bạn xem. Vì nhiều các bạn mua váy trắng lắm, CC sợ bị lộn á. Nhiều lắm luôn á. Có trên 22 bạn, 23, 25 bạn gì đó mua váy trắng lận. Thì các bạn nhìn kỹ giùm CC nha. Có dây nè. Đó, nhìn thiệt là kỹ váy trắng giùm CC nha các bạn. Nhiều lắm luôn á, CC chưa có ship hết. Ship váy trắng được mới có mấy bạn à, CC sợ bị lộn á. Thì đây ha. Đây là váy trắng đó. Cái bèo này bằng vải luôn. Đây. Cái mình vải này có hột hột ha. Đó. Váy trắng là CC sẽ review thật là kỹ tại CC sợ lộn á các bạn. Đây là váy trắng ha. Và tiếp theo đây, cái váy này hình như là CC nhớ cũng bán qua rồi thì phải. Biết có bạn nào mua chưa không biết. Những cái qua rồi mà chưa bán được CC cũng để ở trong phòng kìa. Còn đây là tất cả những cái mới mua được ở Florida không đó. Cái nào trước mắt CC review à. Cái này thì rất đẹp mà không biết bán chưa nữa. Thì giờ có một cái nữa rồi nè. CC thích nhưng mà dài quá CC mặc cũng được. Bạn nào phải cao hơn CC ít nhất là 7 phân, 7-8 phân á. Bữa nay CC mang dép nha các bạn, cho nên là các bạn mang guốc 9 phần tất thì các bạn mặc vừa cái váy này. Váy này CC nhìn quen lắm đây nè, mà không biết bán chưa nữa. Mình vải xô ha. Nè các bạn thấy cái phần bèo ở dưới không? Đúng chất vải xô luôn á. Cái váy này không có lớp lót nha các bạn. Mình vải xô này không có mỏng. Cho nên đó có thể là cái lý do họ không lót. Màu đen nè. Đẹp lắm. Không có túi. Cái dạng ôm suông ở dưới xòe ra. Mặc đẹp lắm. Và cái này là có cái hàng nút ở bên hông ha. Rồi nó bèo lên như vậy nè. Đẹp lắm các bạn ơi. Chị em nào mua cái váy này rồi mà CC chưa có ship, hãy cho CC biết nha. CC biết là cái váy này có trả tiền rồi. Đây. Không biết là của bạn nào thôi. Màu trắng nha các bạn, trắng tinh luôn á. Nhưng mà giờ này mặt trời lặn rồi. Ở trong phone nhìn nó ra kem kem, chứ không có kem đâu ha, trắng tinh luôn á. Cái mình vải mê lắm. Nè, thiệt là mê cái mình vải luôn. Ở bên trong có lớp lót không? Có các bạn, có lớp lót ha. Cái này có người trả tiền rồi đó, CC bảo đảm luôn, có người trả tiền rồi. Của bạn nào vào nhận giúp CC nha. Trả tiền rồi luôn á mà không nhớ được ai. Sorry nha. Và tiếp theo đây nè. Cái váy này. Trời giờ nhớ chắc nhớ không nổi hết đâu các bạn ơi, thì bây giờ đó, của bạn nào trả tiền rồi mà chưa ship hàng thì cho CC biết, hãy nhận hàng giùm CC. Còn các bạn nào mà chưa trả tiền chờ CC coi CC có mua được hay không, thì giờ CC mua được rồi đó, bạn muốn mua thì trả tiền ha. Thì đây nha, cái này cũng là mình vải xô. Ở đằng trước là cái bảng có hàng nút dài xuống, nút này nút giả thôi ha. Ở đằng sau là lưng thun dạng vải xéo đó. Ở bên trong có lớp lót màu xanh này, rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn đó. Và đây nè, quá quen thuộc đúng không? Đó, chị em nào muốn mua nhanh nha, cái này nhiều bạn nhắn lắm. Mà hình như cũng có bạn mua rồi đó, CC ship cho bạn chưa? Hãy coi giùm cho CC đi. Vải xô nè. Cái độ xòe như vậy là trên cả tuyệt vời rồi. Ở bên trong có lớp lót màu trắng ha. Toàn là những thương hiệu nổi tiếng không nha các bạn. Chờ on sale mua các bạn ơi. Đây. Rẻ tiền quá mà sao không mua được. Phải mua thôi. Đây là cái bảng lớn. Đó, CC là mặc như vậy. Thích. Để chi nó ôm cái chỗ này lại. Lỡ đi ăn no quá nè. Đó, bữa nay là ăn với chơi toàn là ăn những cái gọi là chất lượng không á. Tối hôm qua về mệt quá cũng đâu có dán bụng gì đâu. Đây. Xuất sắc ha, cái tình yêu của CC. Cái váy này. Ô, váy này 4 tầng nè. Đây là 1 tầng, đây là 2 tầng, đây là 3 tầng, ở dưới lai là 4 tầng. Váy này dành cho các chị em thiếu chiều cao. Mặc đẹp, cực kỳ đẹp luôn.
Các bạn thiếu chiều cao cứ tầng tầng mà các bạn mua, cái đó CC nói thật lòng. Đẹp ha. Quá quen thuộc đúng không? Nhiều 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 lắm luôn đó. Các chị em thích cái váy này nè đúng không? Nhưng mà tại vì CC nói là CC mặc rồi, cho nên CC không có bán cho các chị em được. Cái váy này có túi nha. Vào video cũ xem đi, hoặc là Facebook đó. Trời ơi, mặc cái áo sơ mi trắng đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. Cái váy này nhiều lắm luôn nè, nhiều lắm lắm lắm. Các chị em nhắn cái váy này nè, đó mua được rồi nè. Nè các chị em nhìn cái độ xòe của váy nè, mê không? Đây là mình vải kt, không có xô nha, mình vải kt, mặc với trắng nha các bạn. Và tiếp theo nè, các chị em thích không? Sao không được đúng không? Quá thích luôn, nhiều lắm luôn đó, lắm lắm lắm. Các chị em nhắn tin cái váy này nè, khi các chị em thấy CC mặc cái áo sơ mi trắng ở trong video hay là Facebook gì đó, xuất sắc luôn. Nhưng mà đâu có mua được đâu, đi Florida mua được nè. Đẹp quá đúng không? Trên cả tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn. Có một cái một đó, chị em nào nhanh thật nhanh sẽ mua được ha. Một cái thôi. Cái này là các chị em nhắn với CC, chị mặc rồi em cũng mua đó, nhưng mà chị không bán. Đó, thành ra đây nè, nhanh thật nhanh em mua được. Còn nếu không, bạn nào mua trước thì mua. Nhớ nha, không có xí để đó nha. Trả tiền để đó thì ok, còn xí để đó mà không trả tiền là coi như các bạn vẫn không mua. Ai mua CC bán nha. Và tiếp theo cái đen này cũng quá quen thuộc rồi nè. Cái này là ba bạn đã mua rồi đó. Đây là mình vải xô nhúng, ở bên trong có lớp lót đen ha. Cái này là lưng thun cho nên là bạn nào cũng có thể mặc được đó. Quá dễ mặc rồi, ai cũng thích hết đó. Các bạn không những mua một cái, mua là hai cái, ba cái, bốn cái không à. Những loại này nè, thứ nhất xô nhúng, vì cái mình vải của nó như vậy cho nên khỏi cần phải ủi, các bạn giặt xong treo lên, hoặc là các bạn sấy cho nó hơi hơi ráo thôi, đừng có sấy khô quá, sấy vừa vừa phải phải thôi, treo lên rồi thẳng ra mặc khỏi ủi gì hết trơn, dễ giặt dễ mặc mà rẻ tiền, trên cả tuyệt vời. Mùa hè tuyệt vời với những chiếc váy như vậy. Cái này bán rồi, bán mấy cái rồi. Và đây là cái váy jean, có ba bạn mua cái váy jean này, nhưng mà hình như là các bạn nói lộn. Cái váy jean này là không có mặc thành áo đầm được. Cái váy jean kia mới là có cái sợi dây buộc lên để mặc thành áo đầm. Nó có hai cái túi hai bên và có một cái là không có túi. Còn cái này không phải các bạn. Mua thùng cho bạn đem qua rồi. Cũng may là bạn nói với CC là chị ơi cái áo này mặc thành áo đầm được không? Đó, cho nên là CC phải lấy ra. Không em, cái này không được. Chị em nào muốn mua cái váy này, cái váy này là cái loại, cái mình vải jean rất là mềm, rất là đẹp. Váy này là đắt tiền, đắt hơn là những cái váy kia khoảng 5-7 đô la gì đó ha. Cái váy này nè, rất là đẹp cái váy này, 3 tầng ha. Đó, chị ship cái kia cho em rồi, ngày mai, mai gửi đi đó. Cái kia là có buộc cái sợi dây để thành áo đầm được, còn cái này là không. Cái này chỉ là váy thôi. Đó thì chị em nào muốn mua cái này mua ha. Cái mình vải các bạn cầm vào là các bạn mê luôn á. Cái mình vải này nè, cái này cũng đã bán một hai cái gì rồi đây ha. Cái này là váy jean mình vải rất mềm rất đẹp, 3 tầng. Và đây là cái váy trắng nè. Tới váy trắng là phải cầm gần thật là kỹ cho các chị em xem ha. Cái váy này thì ở đây nó có cái ruy băng nha các bạn, họ may vừa ruy băng rồi vừa ren vừa đủ loại hết á. Cái váy này thì cái độ xòe xòe lắm luôn á, xòe hơn những cái váy kia rất là nhiều. Đây, ở dưới có một cái tầng bèo nữa nè, cho nên là nhìn đẹp lắm, nhìn chúng ta thùy mị dễ thương lắm đó. CC là CC thích cái váy này hơn những cái váy kia, là vì sao? Vì nó có cái phần bèo ở dưới, nó làm cho chúng ta đẹp. Thiếu chiều cao là cứ phần bèo mà mua, CC nói thật đẹp lắm. Đây, rất là đẹp cái váy này ha. Các chị em nhìn kỹ giúp CC váy trắng nha. Cái này là nó có dây ruy băng, ở dưới chân váy có bèo và họ có thêm một cái ren ở gần dưới chân váy ha.
Và tiếp theo đây, đây cũng là một cái váy jean. Cái váy này đặc biệt hơn là cái váy jean hồi nãy, mà màu này là màu xanh đen, còn cái màu kia là màu xanh jean luôn á. Cái này xanh đen đậm lắm, trong phone mình nó hơi sáng. Này, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Cái váy này khác cái váy kia nha các bạn. Cái váy này là 5 tầng với cái độ xòe của váy nè. Đây chỉ là váy thôi, không phải là áo đầm. Chỉ là váy ha. 5 tầng. Ở bên trong không có lớp lót ha. Đúng chất vải jean, mềm thớt là mềm luôn. Nó gần như là giống như là tôn luôn đó các bạn. Thì đây, nhìn thấy cái lưng này Sisi nghĩ là to rồi. Không biết size gì thôi, để Sisi cho biết sau ha. Các bạn nhớ nha, cái váy này 5 tầng. Còn cái váy jean hồi nãy có 3 tầng thôi ha. Hai cái mình vải hoàn toàn khác nhau. Thì đây. Xuất sắc luôn, mê ly luôn. Nhớ giùm cho CC nha, 5 tầng. Trên cả tuyệt vời. Ở ngoài cái màu jean nó đậm hơn nha các bạn, xanh đen, nhưng mà trong phone mình nó sáng quá, trong phone mình là màu xanh rồi. Xanh đen nha, 5 tầng. Và tiếp theo đây, đây cũng là một cái váy trắng nữa. Cái váy trắng này là mình vải xô, mà cái xô nó rất là lạ luôn, mỏng thớt là mỏng nha các bạn. Sờ tay vào là thiệt là mát luôn, rất là nhẹ. Ở bên trong có lớp lót ha. Các bạn nhìn kỹ giúp CC. Cái váy trắng này, cái ren từ ở trên chạy dài xuống dưới luôn, mình vải nhẹ thớt là nhẹ. Đó, để ý giùm CC những cái váy trắng nha các bạn. Với cái độ xòe của cái váy nè, các bạn thấy mê. Cái váy này rất là đặc biệt. Nó nhẹ lắm, nhẹ như là voan vậy đó. Cái váy này nè, nhẹ như voan luôn. Đây, đây là một loại váy trắng đặc biệt với cái mình vải. Mình vải catexo mà nó nhẹ như voan luôn á. Đây ha, đây là cái váy. Các bạn phân biệt như vậy giùm CC nè, váy này bán rồi luôn đó, này mới mua lại được nè. Sợi dây buộc có hai cái tua tua ha, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Cái này là vải tôn rất là đẹp. Chị em thiếu chiều cao thì đây chính là cái váy dành cho chúng ta đó, rất là đẹp. Cái váy này bán rồi cho nên các chị em vào xem video cũ giúp CC đi. Trên cả tuyệt vời đúng không, xuất sắc luôn đó, mát lạnh luôn á. Trên cả tuyệt vời luôn đấy ha, thiếu chiều cao. Và tiếp theo đây, cái này CC không nhớ bán chưa nữa đó các bạn. Nếu mà cái này của bạn nào hãy làm ơn nhắn tin với CC. Đây là mình vải xô nhún, dễ giặt, thoải mái mà mát nữa. Cái này dài lắm, các chị em nào phải cao nha, chị em phải mang guốc nha, phải cao, cao khoảng một tấc, một tấc hai luôn nó mới được ha. Cái váy này đẹp lắm, có cái bản thun. Bản thun này là gần nửa gang tay của CC đó. Hàng nút chính giữa có sợi dây buộc, cái dây nó có cái tua tua như vậy nè. Nhớ đừng lộn nha các bạn, hãy giúp CC nha, tại nhiều quá các bạn ơi. Cái này cái phần váy ở dưới, cái chân váy có một tầng ha, xòe nè, cái chân váy xòe như vậy nè. Bởi vậy khi các bạn đi đó đẹp lắm. Ở trên dạng rộng, suông suông, ở dưới chân váy xòe. Cái váy này các bạn nhớ nha, nút cởi ra được tới đầu gối thôi là nó xẻ ra như vậy. Bởi vậy khi các bạn bước bước bởi vậy khi các bạn bước đi đó, thấy từ đầu gối xuống đẹp lắm. Đây là mình vải xô nhún, phân biệt dùm cho CC nha. Cái dây buộc có hai cái tua tua này màu đen, nút chính giữa. Váy này là cực kỳ đẹp luôn. Này nè, thứ nhất là màu đậm, thứ hai nữa nó xẻ như vậy đó, khi các bạn bước đi đó đẹp lắm, thấy chút xíu như vậy thôi cực kỳ đẹp. Và được cái phần bèo ở dưới nữa, trên cả tuyệt vời. Cái váy này được cái bản này nó lớn nữa nè, là CC thích nè. Chị em nào bị bụng nhăn á hãy mua cái này, thương hiệu này nổi tiếng lắm nha các bạn, mà sale rồi cũng rẻ. À, cái váy này, cái váy này thì quá nhiều các chị em mua rồi, CC thiếu nợ các bạn. Cái váy này nhiều lắm nè, nhiều bạn trả tiền cái váy này luôn rồi đó.
Thì bạn nào chưa nhận được cho CC biết nha, CC mua được 4 cái. Thì của bạn nào CC giao cho bạn đó trước đi, rồi cái phần còn lại CC mới bán ha. Ở nhà có 2 cái cũ, CC mua được 4 cái mới nữa là 6 cái. Không nhớ là nhận tiền của bao nhiêu bạn rồi, thì để CC làm từ từ ha. Đây là mình vải xô nhúng. Ở bên trong có lớp lót ha. Chỉ đơn giản như vậy nè. Đây là phần thun. Đó, mặc áo hở hở, drop top hoặc là áo ten top. Thấy cái phần này nè, rất là đẹp ha. Phần này nó ôm vào cái bụng của các bạn, rất là đẹp luôn. Cái kiểu này không biết là có mấy màu, nhưng mà CC mua được 3 màu. Màu trắng, màu vàng và màu xanh dương. Đó, mấy cái trước bán hết trơn rồi. Đó, thì của bạn nào chưa nhận được, báo cho CC biết đi, để CC gửi ha. Bình vải xô nha, rất là mềm, thích lắm các bạn ơi. Thích. Váy này thì quá quen thuộc với cả nhà rồi. Cái này là màu vàng, vàng anh đó các bạn. Đẹp lắm, vàng rất là đẹp, sang lắm. Ở trong phone mình sáng quá, ngoài đậm hơn chút. Nhìn cái độ xòe là thấy mê lắm. Mặc vào người nó rủ lắm, nhìn chúng ta bụi bụi đẹp đẹp lắm các bạn. Những dạng váy này thì CC nghĩ chắc bạn nào cũng có hết rồi. Giờ bạn mua thêm cho nó đủ màu thôi chứ. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó. Mê lắm. CC mặc như vậy thì CC sẽ mặc ten top để nó ôm lấy cái bụng, rồi nó hở một chút bụng ra. Nó thấy thấy cái này mới đẹp ha. Đó, màu vàng có một cái thôi, cũ, của đợt trước chưa bán được. Nhưng mà màu trắng thì đã bán rất là nhiều rồi, mà cũng mua lại được ha. Và tiếp theo, cái này của bạn nào vậy, hãy làm ơn cho CC biết đi. CC nhớ là trả tiền rồi thì phải. Hay là có hai cái nữa CC không biết. Đây, cái này nè, bán được mấy bạn rồi. Nó có cái chuông nó kêu nè các bạn nghe. Tí 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 vậy đó. Đẹp, cực kỳ đẹp. Cũng là mình vải xô. Cái xô này có vẻ như là nó rủ hơn ấy. Cái váy này ở bên trong không có lót các bạn nha. Đây, không có lớp lót ở bên trong. Có thể là vì nó màu đậm cho nên nó không có lớp lót. Váy này dài, cái kia ngắn ha. Không có lớp lót đâu. Đây. Rất là đẹp với cái váy này. Cực kỳ sang. Mang dép đi lẹp xẹp các bạn. Trên cả tuyệt vời. Nhẹ nhẹ nhẹ, thật là nhẹ luôn. Xô nhúng ha. Và đây là một cái trắng. Cái trắng này là mình vải Kate xô mỏng. Cái bản lưng lớn, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Họ ngăn ra làm 9 tầng. Tầng ở dưới có bèo và có một cái miếng ren. Những cái tầng như vậy họ ngăn ra là họ chặn cái sợi dây ribbon. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Với cái độ xòe của cái váy nè, các bạn thấy không? Mê lắm luôn đó. Ở bên trong có một lớp lót. Cái lớp lót là vải thun, cho nên là nó rủ, nó ôm. Cái phần váy nó xòe mà các bạn thấy nó từng múi, từng múi, từng múi đẹp không? Cái đẹp là ở từng múi, từng múi, từng múi đó các bạn. Kỳ đẹp luôn đó. Đây, trắng lắm nha các bạn, trắng tinh luôn á. Tại đèn nhà CC đèn vàng ha. Trắng tinh luôn á nha các bạn. Xuất sắc luôn đó. Và tiếp theo đây nè, quá quen thuộc đúng không? Nhiều lắm, nhiều các bạn nhắn tin cái váy này lắm. Mua được có một cái thôi nè, màu xanh lá cây. Đẹp mê lê luôn. Đây chính là những cái váy mà các chị em cần mặc đi ra biển. Đẹp lắm luôn đó. CC ra biển thấy người ta mặc nhiều lắm. Tại đi biển là các bạn có lựa như vậy nè. Đúng luôn, đúng chất luôn. Hay là không ra biển mà các bạn đi tới những thành phố biển mặc dạo phố. Đẹp mê lê luôn. Như vậy nó rất là phù hợp, nó đúng cho ở biển luôn đó. Hoặc là các chị em đi du thuyền chơi. Cái váy này, đây là cái bản thun nhỏ thôi ha. Vải này là vải tôn đó. Ở bên trong cũng có một lớp lót vải thun ha. Các chị em nào mà ốm á, mà không có mông á, không có bụng luôn, mặc cái áo đầm này vào để cho chúng ta ăn gian ra.
cho chúng ta nó được tròn tròn người tí, chứ nó ốm quá nó cũng không đẹp. Cháu Sisi người dẹp lép mà, rồi nghe Sisi nói con mặt đẹp đó, dì bảo đảm luôn, trời ơi mua mặt đẹp thiệt là đẹp luôn. Tại vì sao? Nó phùng ra cho các bạn một chút, nó ăn gian cực kỳ đẹp ha, mê luôn đó. Rẻ tiền quá các bạn ơi. Cái đen này cũng vậy luôn, kiểu y hệt luôn, cũng là mình vải đó luôn, bên trong cũng một lớp lót luôn ha. Đây, màu đen, cùng một mình vải, cùng một thương hiệu, cùng một kiểu, chỉ khác cái bông thôi nha. Cái đen này, đen trắng, dễ mặc đồ, đẹp. Đó, chị em nào mua một cặp này đi, trên cả tuyệt vời luôn, xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây, cái này là các chị em mê lắm rồi đúng không? Đây là mình vải zin màu lợt ha, một tầng, hai tầng, tầng ở dưới xòe ra, cái xòe đẹp độc lạ đó. Mấy bạn đó, không biết mấy bạn nữa quên rồi, nhắn tin với CC, các bạn mua hụt nè, giờ CC mua được nè, xuất sắc cái váy zin này luôn. Màu này là giống như là màu xanh mà nó xanh nước biển mà nó bạc bạc, lạ lắm các bạn, lạ lắm. Mà cái mình vải zin đẹp độc lạ, mình vải zin giống như vải tôn vậy đó, đẹp từ cái kiểu cho tới mình vải luôn, màu sắc luôn, sang cực kỳ là sang. Cái váy này, váy này đắt tiền, váy zin là luôn luôn đắt tiền hơn những cái váy khác các bạn, đắt hơn KT, đắt hơn Su Nhúng, nó chỉ rẻ hơn hàng hiệu thôi, nhưng mà đây là những thương hiệu nổi tiếng, đẹp lắm. Cái váy này mê lắm, nhiều bạn nhắn cái váy này lắm đó. Mà CC đâu biết mua được hay không, CC đâu dám nhận tiền đó. Bạn nào nhanh sẽ mua được cái váy này, trên cả tuyệt vời, vải zin nha. Và đây nè, rất nhiều và rất nhiều, đúng không? Các chị em thích lắm đúng không? Các chị em thấy CC mặc đó, mặc với cái áo đen đó, mặc lâu rồi ha, áo sơ mi trắng và áo đen đó, xuất sắc luôn. CC thấy cái là mừng quá luôn đó các bạn. Nè, đó, mua đi rồi mặc chung với CC, trên cả tuyệt vời đúng không? Có một cái một à, cho nên chị em nào nhanh trả tiền trước mua được đừng xí để đó nha. Nè nha, đây là một cặp mà các chị em rất là mê, nhiều tin nhắn cho cái cặp này lắm đây, thì chị em nào nhanh sẽ mua được, xuất sắc, trên cả tuyệt vời. Đây, đây, một cặp này thì cũ rồi, chưa có bạn nào mua hết. Sẵn trong video này CC lấy ra làm luôn, để cho nó đi với một series váy, có nhiêu đây thôi đó. Chị em nào muốn mua mua, mình vải xô, mình vải KT, mình vải zin, là trong cái video này là những cái váy CC có. Còn CC sẽ làm một video khác là mình vải muslin và thun lạnh, để cho các chị em không có lộn. Vì cái vải muslin và thun lạnh đó là cái loại nó sang, nó đắt tiền, để cho các chị em đi ăn tiệc. Còn đây là những dạng váy chúng ta mặc đi chơi, đi dạo phố bụi bụi cho những chuyến du lịch ha. Thì đây là hai cái váy đã đăng ở trong một video rồi nhưng chưa bán được. Cái này là trái chanh nha các bạn, trái chanh màu xanh. Đây là cái dạng thun nha, hết tất cả một cái váy, nguyên một cái lưng là thun ha, có sợi dây buộc. Mình vải xoa, dạng váy rất xòe và rất đẹp. Váy này bên trong không có lớp lót. Cái kiểu này giống cái váy hồi nãy CC cầm lên đó, cùng một thương hiệu luôn nhưng mà cái bông khác thôi ha. Đây là mình vải xoa, mặc vào người rất đẹp. Có cái phần bèo bèo một chút nè, để che cái phần bụng cho các chị em lại. Trước khi CC mặc hai cái váy này thì chị em nào muốn mua mua đi, CC kết hai cái váy này rồi. Cái này các bạn mặc ở đâu cũng được, dạo phố đó, New York, Las Vegas, đi shopping, đi chơi tất cả các nơi. Hai cái váy này không đi xuống biển vì không đẹp. Bạn muốn mặc thì bạn mặc thôi, nhưng mà váy này thì đi xuống biển CC nghĩ không đẹp đâu. CC mặc vừa luôn đó nha, mang dép luôn nè, mang dép đi lẹp xẹp luôn, đi uống cà phê, mặc với những cái áo then thóp với những cái màu nổi như vậy trong mùa hè là trên cả tuyệt vời, rất đẹp ha. Và đây, vô cái đèn này cái màu xấu quá các bạn, nhưng mà cái này nó màu xanh đó các bạn, xanh đẹp lắm. Cái này là xanh lợt lợt,
cái này là xanh đậm đậm đó, nó lam 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 màu từ trên xuống ha. Thứ nhất là tại đèn vàng cho nên các bạn nhìn không đẹp, nhưng mà ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài là màu xanh zin luôn á. Với mình vải này là vải xô, vải zin nữa các bạn, chứ không phải vải xô đâu, vải zin mỏng. Đây là cái áo đầm, mới đúng là cái áo đầm 2 trong 1 mà bạn nào đó hỏi CC đó. Bạn mặc váy được, bạn mặc thành đầm được. Màu đẹp lắm nha các bạn, tin CC đi, màu đẹp lắm chứ không phải là như màu trong phone đâu, tại cái đèn vàng này nó vậy á ha. Thì đây, đầm 2 trong 1, CC có làm video cũ rồi đó. CC mua thêm được 3 cái này lận, cho nên là chị em nào muốn mua thì mua ha. Vừa là đầm, vừa là váy, 2 trong 1. Màu rất đẹp, màu đẹp lắm luôn, rẻ tiền đó. Mua sớm mua, đúng không? Và đây, đây là một cái váy trắng nữa. Cái váy trắng này, cái bảng to, có một hàng nút ở chính giữa. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Nút này chỉ là nút giả thôi, không tháo rời được ha. Cái độ xòe của váy rất đẹp. Đây là mình vải kate xô, thật là mỏng luôn. Ở bên trong có một lớp lót rồi, cho nên các chị em yên tâm, không sợ là thấy underwear ha. Rất đẹp, dành cho các chị em thiếu chiều cao. Trên cả tuyệt vời. Cái váy này nè, rất là đẹp luôn. Đi shopping, đi ăn uống, đi uống cà phê, đi dạo phố, tuyệt vời. Đây, hàng nút ở chính giữa nha. Và 5 tầng, 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Màu trắng nha các bạn, trắng tinh luôn đó nha các bạn. Và tiếp theo đây, cái váy này là CC cũng bán được cho nhiều bạn rồi ha. Nhưng mà CC vẫn còn một cái. Cái này là của đợt trước CC mua đó. Thì đây là cái bảng giống như là những cái váy trái chanh hồi nãy đó, quen thuộc quá, với lại những cái hình hình mặc những loại như vậy nè, là dành cho các chị em bụng mà bị da trùng á, thiếu tự tin một chút thì hãy mặc cái váy có cái lưng như vậy. Màu này là màu các chị em mặc đi biển được, đi du thuyền được, với cái độ xòe nè. Nhưng mà cái mình vải này thì không xuống biển được. Mình vải này chỉ có đi dạo phố biển, đi trên du thuyền thôi. Cái mình vải này các chị em xuống dưới biển, cái hơi nước nó lên nó nặng cái váy lắm, không đẹp nha. Hoặc là các chị em đi ra biển nhưng mà còn ở trên này nè, đừng có đi xuống dưới cát, đừng có đi xuống dưới biển rồi chụp hình. Mà với cái mình vải này thì suy nghĩ cái váy nó không có bay được đó, không có xòe bay theo gió được. Cái váy này có túi ha, mặc đi dạo phố biển nè, đứng cái kiểu như vậy nè, chụp hình tay bỏ vào túi, cực kỳ đẹp với cái mình vải này ha. Cái này là của video trước, CC mua mấy cái, bán được 1-2 cái thì còn lại cái này đó. Và cái váy này cũng vậy, váy này thì quá quen thuộc rồi, cũng đã bán rồi. CC thích cái váy này lắm, CC có để lại một cái để mặc. Đây là mình vải xô ôm, phần lưng ở bên hông có cái vòng tròn như vậy, dạng suông, xòe xòe một chút, vải xéo một chút thôi. Mình vải xô ha, đây là đúng chất vải xô, cho nên các chị em phải giặt trước khi mặc. Ở đằng sau là lưng thun, ở đằng trước là cái bảng. Đây là cái váy cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. CC mua 2 cái luôn, một cái size CC, một cái size lớn hơn. Cái CC để lại mặc, còn cái size lớn hơn thì chị em nào muốn mua thì mua ha. Đây, cái này hơi khó mặc một chút đó các bạn, nhưng mà bạn nào mặc được sẽ đẹp lắm. Tại vì nó không phải là xòe ra, nó là cái dạng thuộc cái loại sang sang. Thì đây ha. Và tiếp theo đây là cái cuối cùng trong video này. Cái này tầng vừa ôm mà vừa vải xéo. Các bạn nhìn nè, ở trên này nó ôm đúng không? Ở dưới đây các bạn thấy đổ bao nhiêu là cái muối không? Đẹp là ở cái chỗ này. Đây là dạng váy cực kỳ sang. Mình vải này là mình vải xô, mà cái xô gì đó nó rất là lạ luôn đó các bạn. Xô mà như là von vậy đó, mỏng lắm. Ở bên trong là một lớp lót. Lớp lót này cũng là cái mình vải xô luôn. Hiệu này nổi tiếng lắm nha các bạn. Ở đây, rất là đẹp, cực kỳ sang cái váy đầm này. Ôm, xòe. Đó các bạn thấy không? CC đứng cho các bạn xem.
Váy đẹp độc lạ là cái váy này nha. Đó, đây là cái váy cuối cùng trong video này. Nhiều lắm, các chị em tha hồ mua, tha hồ lựa. Rẻ tiền, không đắt tiền, vì tất cả đã được on sale ha. Các chị em thích cái nào chụp lại màn hình. Nếu các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa 0982571934. Các chị em ở Mỹ chụp hình gửi cho CC 7069879063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706 9879063 để chọn được những chiếc váy như ý luôn. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại các tình yêu của CC vào video tiếp theo. Ok, bye bye, I love you.